Vâng, rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng toàn thể đại gia đình chúng ta đang xem video hôm nay. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì Trung đang có mặt ở đây tại một căn biệt thự một căn biệt thự nhà lá, một căn biệt thự nhà vườn siêu đẹp luôn cô chú anh chị. Một căn biệt thự mái lá. Mọi người thấy biết không ạ? Vâng, không nói lòng vòng, đây là một căn nhà vườn nghỉ dưỡng nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này là nằm mặt tiền đường nhựa đây cô chú chị. Có một cái vị trí là vô cùng đẹp nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi nha. Căn này thì nó nằm ở gần Ủy ban dân xã Phước Thạnh, gần chợ Phước Thạnh, gần tỉnh lộ 7 rồi gần quốc lộ 22. Đây hướng này chúng ta đi ra ngoài hướng tỉnh lộ 7 thì tầm khoảng 300 mét thôi cô chú chị. Và nhà chúng ta nằm ở trên một cái vị trí là trục đường thông, và cái khuôn viên trước cửa nhà chúng ta là mặt tiền đường nhựa. Từ đó qua tới bên đây là rộng lên đến gần 20 mét, gần 20 mét nha. Và chiều sâu là tới 40 mét. Tổng diện tích cái khuôn viên đất này mà hôm nay Trung gửi đến cho cô chú chị cùng đại gia đình chúng ta là rộng lên đến gần 900 mét vuông. Sổ riêng, khu dân cư, quy hoạch khu dân cư ha. Và chủ bao sang tên luôn. Ở bên trong là có một cái nhà vườn rất là đẹp luôn. Một cái này là nó nói chung là nó phù hợp với đại gia đình chúng ta nghỉ dưỡng cuối tuần. Thì về đây sau những ngày lao động mệt nhọc thì về đây chúng ta là làm cái nơi chữa lành cho gia đình khá hợp lý tại vùng ven. Đi qua tới bên đây luôn nè. Đây cái khung đất nhà chúng ta là nó từ đây qua ha, từ bên này qua đây. Em đi xích đây em ngắm cho mọi người nhìn thấy toàn cảnh luôn đó. Rồi đây quay ngược lại ở đây đó, khung đất từ đây qua tới bên đó là 20 mét và chiều sâu á là hơn 40 mét nha. Tổng diện tích của cái khuôn viên này nó là nó rộng lên đến 900 mét vuông đất, mặt tiền đường nhựa như thế này luôn. Mà cô chú anh chị biết giá bao nhiêu không ạ? Cực kỳ rẻ luôn. Rồi thôi mình cứ đi vào bên trong đi, rồi khám phá hết cái khuôn viên khu vực vườn này xong rồi mình sẽ chi tiết về cái mức giá. Thì giá này thì Trung khẳng định với quý vị rằng là rất là nhiều người đủ khả năng, đủ tài chính để sở hữu căn nhà này, kể cả công nhân. Đó, được không ạ? Đây, trước cửa nhà đây. Trước cửa nhà thì đây là cái vỉa hè riêng biệt ha. Họ trồng những cái cây cối như thế này. Về đây chúng ta có thể là đậu nhà mà có đám tiệc hoặc là có bạn bè anh em rồi về đây chơi cuối tuần đó, chúng ta có thể là đậu được 3-4 chiếc xe máy, xe hơi ở đây luôn. Và tất cả là ở xung quanh khuôn viên khu vực vườn thì chủ xài hệ điều hành năng lượng mặt trời. Đó, có điện năng lượng mặt trời tối tự đèn tự động là nó sáng hết nguyên cái khu vườn này luôn. Và camera là cũng gắn từ bên ngoài vào bên trong xung quanh căn nhà luôn, đảm bảo an ninh rất là tốt. Và chúng ta có thể là điều khiển từ xa, nhìn từ vị trí ở Sài Gòn về đây. Đó. Rồi mời cô chú anh chị cùng theo chân nhà đất Sài Gòn và nhìn đất Sài Gòn ha. Đây Đức bước vào bên trong đây á, là nó có cái khuôn viên, toàn cảnh cái khuôn viên rộng như thế này. Khu vườn rộng lên đến tới gần 1000 mét vuông. Bên này á, thì gia chủ làm cái khu nhà kiến, được đây là 2 phòng ha. Và đây là những cái chiêu mà về đây là ngồi đây chơi rồi ngắm sân vườn. Phải nói quá tuyệt đẹp luôn ạ. Ở đây cái vườn này thì rất là nhiều những cây cối cũng đã lớn rồi. Thì thử là khu vườn rất là mát ha. Đây bên này có cái gốc mận, bên kia thì một gốc xoài. Mận này thì Trung cũng đã từng hái trái của cây mận này ăn rồi. Trái tới một trái rất là sai luôn. Đó, cực kỳ nhiều trái. Sân ở bên dưới này thì gia chủ đã lót gạch hết rồi, lót gạch sân thì gia để cho làm cho cái không gian của căn cái miếng đất mấy cái mảnh vườn của nhà chúng ta nó sạch sẽ, quét dọn nó lau chùi nó không có bị ấy đâu ha, nó chỉ lá cây quét cái là nó sạch thôi, dọn dẹp cho nó đỡ mệt. Thì vườn này là của một anh bạn đang gửi kênh nhà đất Sài Gòn và nhà đất Sài Gòn mình review. Thì hiện tại thì nay mình đi ngang đây để tiện ghé vào nên không có chìa khóa mở cửa vào căn phòng này. Thế chắn là những căn phòng này là ở bên trong đặc biệt và rất là VIP luôn.
Về đây chúng ta có phòng máy lạnh rồi, nghỉ ngơi thoải mái nha. Đây chúng ta khám phá toàn bộ khuôn viên khu vực sân vườn trước này. Bên này thì có khu là tập thể dục thể thao nè. Anh này thì tính ra là anh cũng mê cái môn này đó mọi người. Mê cái môn là thể dục. Bên này thì từ phía trước ra đằng sau thì chúng thấy là nó có tới bên này có cái gốc ấy nè, gốc cây này là gốc cây gì rồi? Cây cóc. Cóc rất là to ha. Mé bên này chúng ta cũng sẽ có một căn nhà kiến nữa. Hiện tại thì khu này thì nó là khu đất vườn, chưa có thổ cư nên không xây dựng nhà kiên cố, mà làm cái này gọi là làm tiền chế để chúng ta là về nghỉ ngơi cuối tuần thôi. Bởi vì cái giá trị của nó rất là thấp, nó không phải là giá trị cao nha. Về đây chúng ta nếu mà mua về là sau này chúng ta lên chuyển đổi lên đất thổ cư, chúng ta tự xây nhà làm biệt thự này nọ là thoải mái luôn. Khung đất này, khung đất xây biệt thự khá đẹp. Đó, đây trước cửa nhà chúng ta sẽ có một cái hồ cá, rồi nhà sàn các kiểu luôn. Đó. Từ bên trong này chúng ta nhìn toàn bộ đó khuôn viên sân vườn phía trước này của chúng chị, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Và đi qua cái khuôn viên khu vực bên đây ha. Bên này thì có một cây cóc rất là nhiều trái. Có con chó nào bên đó nó dữ quá, hình thử là mình cũng qua bên đây mình cũng ngán ngán. Nó sủa sùm chứ không gì hết. Đi qua mé bên đây từ từ đó. Thích chưa, cây cóc nè, trái cho nó quá trời trái nè. Có ai ăn cóc không? Bên đây là nhà hàng xóm, có cái ranh của nhà hàng xóm đó cô chú đó, hiện tại là đang anh bạn này đang nhờ cô chú trông coi cái vườn này, thử là mở cái cửa ra vô ha. Ở bên đây có cái lồng avi nuôi chim bồ câu con chú chị, quá trời chim rồi. Cú. Tại khuôn viên này thì anh chủ nhà sẽ làm một cái khu nhà tiền chế, là khu nhà tạm, có cái nhà sàn luôn, có một lầu. Thấy hoành tráng không ạ? Ở dưới thì chúng ta làm khu này là khu tiệc tùng, picnic, BBQ và đó là nướng. Ở đây là có bếp nướng ha, rồi có ăn uống ngoài trời, ngồi trong bàn. Có. Nói chung là về đây là chúng ta có gia đình mà lâu lâu ở Sài Gòn về đây chơi á thì khá phù hợp luôn. Và quan trọng á là cái tầm giá. Cái tầm giá thì như Trung nhắc lại là cái tầm giá gần như là giá này là công nhân cũng mua được. Thế là thôi, mọi người cứ xem hết cái video này, xem toàn cảnh khuôn viên gần 1.000 mét vuông mà giá chỉ có vài tỷ đồng. Thế là Trung nhắc lại là vài tỷ đồng thôi, thế là rất là nhiều người có thể là sở hữu được cái khu vườn này. Vì anh này thì anh cũng thích chơi như thế này, nhưng mà do là cái này anh đang có công việc nên muốn nhờ kênh Nhìn Đất Sài Gòn và Nhìn Đẹp Sài Gòn mình review để bán cho anh cái căn nhà này nha. Em lên đây em quay cái nhà trên bên trên này. Rồi đi lên luôn. Đây là có nhà có một lầu đàng hoàng nha. Về đây là mỗi người một phòng, hai ba người là hai ba phòng. Đây là cái khuôn viên trên lầu, đây là có một phòng, đây là khu vực chơi lan đó, treo dài dài đây. Phòng là phòng kiến. Ở đây khu vực chơi lan. Về đây cái khu vườn nó phải nói là khá nhiều cây cối và khá mát. Đây chúng ta thoáng là một tí xíu từ trên lầu này, chúng ta nhìn xuống toàn cảnh xung quanh khu vực ở dưới nè. Cây cối nó rất là lớn rồi, bởi vì ở dưới cái khu vườn rất là mát, có cả hồ cá coi luôn. Có trời mát ở góc sau vườn nhà, và ở khu vực này là đặc biệt khu vực này là dân cư kín mít luôn rồi nha.
Rồi xin phép. Thì đây là cái hồ cá coi. Trước đây thì cái khu vực này là người ta làm cái hồ bơi mini cho con nít, là về đây chúng ta có thể gọi là hồ bơi hoặc hồ tắm cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà nay anh không có sử dụng làm cái hồ tắm đó, nên anh thả những chú cá ở dưới tung tăng bơi lội. Phải nói là cũng khá mát mát luôn, hợp lý và mát mẻ. Nó nguyên bầy cá bơi, cá này không cần oxy, không cần ấy gì mà vẫn bơi được ha. Này là cá coi với là cá đuôi dài nè, cá chép đuôi dài. Đấy, toàn bộ cái khuôn viên khu vực vườn này nó rộng và nó rất là nhiều cây cho, rất là nhiều cây như thế này. Nó giống như là cái khu vườn cổ tích đó, chúng ta có thể là đi lạc lòng vòng. Bên này có cả hồ cá nữa. Đó. Như vậy là nhà này chúng ta có một phòng ngủ, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ. Ba phòng ngủ thì gia đình nó đầy đủ, thế hệ gia đình chúng ta ở có thể là vài chục người được. Đó, tại vì phòng nào phòng đấy rất là lớn. Vì về đây mà mỗi lần mà gia đình chúng ta từ Sài Gòn về đây nghỉ ngơi mà muốn ở lại qua đêm hoặc là muốn thay đổi cái không khí giữa cái phố thị ồn ào thì về đây cuối tuần đó là hưởng cái không khí nó trong lành và mát mẻ nha. Bên đây là có cái cây chanh của chúng chị. Cây chanh trái quá trời luôn, trái to luôn nha. Và rồi thì anh này phải nói là anh cũng có tay chăm tay trồng trái chanh nè. Và đặc biệt cô chú chứ anh chị biết gì đúng không ạ? Đây, anh này anh ngâm cứu cái cách trồng chanh cũng khá hay. Ở đây là có chuồng gà. Thì con gà cộng với cây chanh thì chúng ta liên tưởng tới gì ạ? Con gà cục tác lá chanh. Con gà cục tác lá chanh là đâm ra là đúng bài luôn. Chanh trái quá chừng luôn à. Về sẵn lên là gà nè, bắt ra thịt ha. Chanh có sẵn nè, làm muối tiêu chanh rồi lá chanh bầm vô. Trời, tuyệt vời, hết nước chấm. Đây là cái khuôn viên khu vực sau nhà đây. Sau nhà, sau vườn nhà thì cũng có một cái nhà. Nhà bên đây là nhà bếp. Cái khu vực bên đây nhà có nhà bếp, ở giữa cái nhà cũng có nhà bếp đó. Thế là chúng ta có hai khu vực bếp nấu nướng sinh hoạt thoải mái. Hoặc là khu này là bếp ngoài trời, chúng ta có thể là nướng, làm tiệc BBQ nướng ngoài trời ha. Ở phía sau này thì chúng ta cũng có một cái hòn non bộ và hồ cá nữa cô chú chị. Đó, hòn non bộ và hồ cá nữa. Anh này thì cái khuôn đất nó khá nhỏ nhưng anh làm cũng khá nhiều cái khu tiểu cảnh. Có 2-3 cái hồ cá rồi 2-3 cái bếp. Về đây là coi như mỗi người là một góc, mỗi người là chơi một kiểu đều được hết. Ai thích nấu ở cái khu vực bếp sau thì nấu, khu vực bếp trước thì nấu. Đây có một cây mít. Mít nè. Trái quá trời, lủng lẳng luôn, cây mít nhỏ mà trái coi nè. Chưa chín, chưa già. Đây có mấy cây nhãn nè cô chú chị. Nhãn nè. Đang mùa này đang cho ra trái ra bông. Cũng có những trái nhãn to như thế này rồi. Mùa chín này nè. Ngon chưa? Ngọt thịt nhãn. Đang ra chùm chùm trái nè. Và góc bên đây thì cũng có sẽ có một cái khu nhà mát bằng gỗ nữa nè cô chú chị. Nhưng mà lâu nay cũng anh cũng không có về. Khu vực này thì nó bị hôm rồi mấy trận mưa nước nó hơi bị ngập xuống. Đi cây cối nó lớn mà đi phải chen vô như này. Đây có cây ấy kìa. Đi xích ra ngoài đó ai quay cái trái dừa. Đó, vườn nhà có cả dừa nè, rồi mít nè, xoài nè, nhãn nè, chanh nữa, mãng cầu, ổi, cóc, đủ thứ có loại cây ăn trái luôn. Về đây thì hiện tại anh không có
ở cái khu vực này anh không có ở đây, nhưng mà anh có nhờ cái cô chú hàng xóm á thì trông coi cái khu vườn này, và lâu lâu gọi là qua cho cá ăn rồi quét dọn ha. Đây là lá chỉ sử dụng bằng quét thôi, đây nè, nó rất là sạch luôn, nó không có khu nào mà đã làm như thế này thì quét dọn rất là nhàn. Khu vực nào trồng thì ra trồng, khu lối đi thì nó ra lối đi, nó rất là sạch sẽ luôn đó mọi người. Đây, từ sau chúng ta đi ra phía trước. Đó, toàn bộ cái khuôn viên khu vực đất này thì nó rộng lên đến 900m2 ha. 900m2, nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Đó, khu vực này là khu dân cư hiện hữu. Thì về hiện tại thì như chúng nói qua là khu này là hiện tại là khu dân cư hiện hữu, mà chưa có đất này là thuộc nhóm đất vẫn là đất trồng cây, chưa có thổ cư, nên cái giá bán cũng khá hợp lý. Nay anh đang gửi kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đất Sài Gòn mình review bán với mức giá là 5 tỷ 500 triệu đồng. Chúng ta được sở hữu nguyên một cái khuôn viên khu vườn đẹp như thế này luôn. Ai quan tâm thì liên hệ ngay với Trung nha.